Bảy Tình đang làm gì đó? Nhóm lửa than nước sườn. Nước sườn hả? Chiều đang cơm sườn nướng. Wow. Dạ, có cây mà ba chiếc. Cái gì vậy? Ủa chiếc nữa hả? Bữa con nhớ bốn. À rồi chiếc đi bó. Chiếc cỡ chục cây đi. Nhiều. Chiếc mấy cây đi, mốt ai xin cho. Còn ba cây bên này nữa, ba để bên đó cho nó có bụi nữa. Nó rụng xuống lên á. Mốt không có khô kìa, lấy mà ôm. Thôi nghĩ cây con dễ ôm hơn chứ. Còn cây kia kìa, có bông mà chắc nó nhỏ quá nó không nở được. Kia nó ba chiếc từ cây con ra. Ủa mấy cắt cỏ hả ba? Sáng qua chứ đi tập thể dục đó rồi con với mẹ đi tới nhà trống rồi cắt cỏ rồi. Mấy cây kia của mình nó lên tới đâu rồi bố? Khổ quá rồi. Sao nó lên trễ quá vậy bố? Mưa thế này mà không lên. Đâu đâu đâu. À con thấy rồi nè. Đó, đậu que lên rồi. Đây. Cây đậu que. Cây đậu que là chuẩn bị leo rồi. Này là ngò phải không bố? Mẹ rất thích nấu ăn với ngò. Năm nay mẹ trồng ngò lên rất là nhiều. Thích luôn. Chị Tám rất thích điều này. Đây cải xà lách lên đã luôn. Cái này là thì là nấu với canh chua. Này rau quế chắc. Hello bếp trưởng. Bố mấy cái này bố lấy đồ bố che lại đi chứ để mũi á. Thùng nước này lên nè. Nó xin bữa xin bà bây giờ. Đẩy cái thùng nước lại đi bố. Ừ. Nó ra mũi là mệt à. Đây là rau đắng mọc sau hè. Đây là rau xà lách son. Xà lách son. Còn đây là cây tắc đã bị chết. Mẹ cái bông này nó là bỏ xuống nó ra đỏ thiệt, đỏ chét luôn á. Bởi màu hồng. Ở đâu bố có mà bố ương? Hạt sen. Hạt sen ở đâu? Hạt sen khô. Cái gì? Hạt sen khô á, hạt sen mà còn vỏ đó. Nè bà ương lên nè. Khoan, con đang bị dừng. Hạt dừng giống, hạt dừng giống. Khoảng 30 giây. Ở đâu có mà múa? Múa đâu? Hồi đó bà múa đâu không biết, nó có một bịch, có hai ba hộp à. Ừ vậy hả? Ừ. Nè. Ô. Lên hả? Nè, lên nè. Rồi sao nữa bố? Thì giờ ngâm cho lên có lá bắt đầu bỏ vô thùng này. Ồ. Ồ. Ông đang ấy nè. Thùng này một thùng nữa nè. Đó, ngò gai đang lên nữa nè, đây bên này ngò gai luôn nè. Đây là quế. Thích ngồi dưới đất. Trời ơi, xưa ngồi đó kia ta dơ dái, nhà anh ta vậy kia ta dơ dái, cái này ngộn nha.
Thôi cái ở đó ụp vô trong người nóng cái rồi. Thấy không? Nó tự nhiên đỡ chở ngồi nó đi cho nó đã xong đi vậy. Ổng kêu là phải làm theo ổng hả? Ổng kêu có lý thì làm. Tưởng sợ ổng chứ. Nhưng mà mình thấy cái da mặt mình. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Đây. Cái này mà có cái bì phê luôn mà ha. Sườn bì chả. Thiếu chả nè. Ủa mẹ không nướng hết hả mẹ? Mai nướng tiếp hả? À, nay mai mình bỏ vô air fry hả? Sườn này hôm qua mình mua ở Market Basket đúng không? Hấp dẫn quá đi.